Kính mời quý vị đón chào ngày mới với chương trình Mana của truyền thông dòng tên. Chương trình hôm nay gồm có những mục sau. Trước hết là lời Chúa và suy niệm, kế đến là hạnh các thánh. Bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Đức Giêsu chữa người bại liệt. Marco chương 2 từ câu 1 đến câu 12. Vài ngày sau, Đức Giêsu trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin người ở nhà, dân chúng tụ tập lại đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ. Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt có 4 người khiêng, nhưng vì dân chúng quá đông nên họ không sao khiêng đến gần người được. Họ mới dỡ mái nhà ngay trên chỗ người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con đã được tha tội rồi." Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: "Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa?" Tâm trí Đức Giêsu thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế. Người mới bảo họ: "Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? Trong 2 điều, một là bảo người bại liệt, con đã được tha tội rồi. 2 là bảo, đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi. Điều nào dễ hơn? Vậy, để các ông biết, ở dưới đất này, con người có quyền tha tội." Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Ta truyền cho con, hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà." Người bại liệt đứng dậy và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: "Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ." Bối cảnh của bài tin mừng là căn nhà của ông Simon ở Ca-phác-na-um. Đức Giêsu đang được hết sức ái mộ bởi đám đông dân chúng. Biết Ngài trở về, họ tụ tập lại đông đến nỗi cửa cũng chẳng còn lối vào. Chính vì thế, khi 4 người bạn khiêng anh bất toại tới, họ không biết làm sao mà vào được trong nhà để gặp Đức Giêsu.
dù sao cũng có một tình cảm nào đó giữa năm người này. Rất có thể họ là một nhóm bạn quen biết nhau và muốn giúp nhau. Cả năm người đều tin rằng đến với Đức Giê-xu là có hy vọng khỏi bệnh. Họ đã hẹn nhau vào một ngày nhất định để lên đường. Tình bạn được biểu lộ qua việc vất vả khi người bất toại. Khi không vào nhà được, chắc cả năm người đều bối rối. Về ư, hay chờ đợi, hay cứ liều gạt đám đông mà vào, hay còn một giải pháp nào khác tốt hơn? Thời nay, chúng ta khó hiểu được chuyện dỡ mái nhà mà vào. Nhưng mái nhà của người Palestine thời ấy cũng khá đơn sơ, chỉ gồm những thanh xà đặt trên các tường đá, rồi lợp tranh lên trên. Nhóm năm người đã chọn giải pháp này sau khi đã bàn bạc và nhất trí. Kể đến là chuyện phân công, phải leo lên giữa mái bằng thang và làm một lỗ hổng, phải kéo anh bất toại với trõng lên và hạ xuống ngay tại chỗ Đức Giê-xu ngồi. Tất cả công việc này cần nhiều sức mạnh và sự khéo léo, nhất là cần lòng tin và tình bạn. Đức Giê-xu đã hết sức kinh ngạc trước lòng tin này. Lòng tin mạnh mẽ không lùi bước trước khó khăn cản trở. Lòng tin đầy sáng tạo, dám tìm ra những con đường mới mẻ và khác thường. Lòng tin mang tính tập thể, vì là niềm tin của cả nhóm năm người. Lòng tin đòi vất vả, đổ mồ hôi, chứ không chỉ ở trong tâm trí. Lòng tin táo bạo, vì dỡ mái nhà có thể bị Đức Giê-xu coi là khiếm nhã. Đức Giê-xu đã thấy được lòng tin này và Ngài đã chữa lành. Con đường trở về nhà của năm người thật là vui và nhẹ nhàng. Người ta có thể đi ngang hàng với nhau, chứ không phải khiêng nhau nữa. Nhìn nhóm người trên, tôi tự đặt cho mình vài câu hỏi. Khi tôi bất toại, có người bạn nào giúp tôi không? Tôi có khiêm nhường để cho người khác giúp tôi không? Tôi có sẵn sàng để người khác đưa tôi đến với Giê-xu không? Tôi có chấp nhận vất vả để giúp một người bạn đang gặp khó khăn không? Lạy Chúa, xin ban cho con đức tin lớn hơn hạt cải, để con làm bật rễ khỏi lòng con những ích kỷ và khép kín. Xin cho con đức tin can đảm, để con chẳng sợ thiệt thòi khi trao hiến.
chẳng sợ từ bỏ những gì con cậy dựa xưa nay. Xin cho con đức tin sáng suốt để con thấy được thế giới mà mắt phàm không thấy, thấy được đấng vô hình nhưng rất gần gũi thân thương, thấy được Đức Kitô nơi những người nghèo khổ. Xin cho con đức tin liều lĩnh, dám mất tất cả chỉ vì yêu Chúa và tha nhân, dám tiến bước trong bóng đêm chỉ vì mang trong tim một đốm lửa của Chúa, dám lội ngược dòng với thế gian và khước từ những mời mọc quyến rũ của nó. Xin cho con đức tin vui tươi, hạnh phúc vì biết những gì đang chờ mình ở cuối con đường, sung sướng vì biết mình được yêu ngay giữa những sa mù của cuộc sống. Cuối cùng, xin cho con đức tin cứng cáp qua những cọ sát đau thương của phận người, để dù bao thăng trầm sâu bể, con cũng không để tàn lụi niềm tin vào Thiên Chúa và vào con người. Ngày 13 tháng 1, Thánh Hilary Poitier, giám mục tiến sĩ hội thánh, sinh năm 315, mất năm 368. Vị trung kiên bảo vệ thiên tín của Đức Kitô này là một người hiền lành và can đảm, tận tụy sáng tác một số văn bản tuyệt vời về ba ngôi Thiên Chúa. Và cũng giống như thầy Kitô, Ngài được coi là người xáo trộn sự bình an. Trong giai đoạn cực kỳ khủng hoảng của giáo hội, sự thánh thiện của Ngài nổi bật cả trong lĩnh vực uyên bác và tranh luận. Sinh năm 315 tại Boissier, nước Pháp, trong một gia đình ngoại giáo, Hilary trở lại Kitô giáo khi tìm thấy Thiên Chúa qua Kinh Thánh. Sau khi lập gia đình và có được một người con gái là Abra, Ngài được chọn làm giám mục của Poitiers, nước Pháp, trái với ý muốn của Ngài. Không bao lâu, Ngài phải chiến đấu với một tai họa của thế kỷ thứ tư là bè rối Arian, những người khước từ thiên tín của Đức Kitô. Tà thuyết này lan tràn nhanh chóng khi hoàng đế Constantius ra lệnh cho mọi giám mục Tây Phương phải ký vào bản kết án Đức Athanasius vì bảo vệ đức tin của Đông Phương. Đức Hilary từ chối và bị trục xuất ra khỏi nước Pháp đến vùng Frisia hẻo lánh. Khi bị lưu đày là khi Ngài được mệnh danh là Athanasius của Tây Phương. Vì bảo vệ chính giáo một cách kiên cường này, lại là người rất nhân từ khi hòa giải các giám mục của nước Pháp,
là những người vì sợ mang tiếng là ngu dốt nên đã chấp nhận bản kinh tin kính của Arian. Và trong khi ngài viết bản cáo trạng sắc bén lên án hoàng đế về tội bao che tà thuyết, thì ngài lại ôn tồn giải thích rằng đôi khi sự khác biệt giữa các học thuyết chính giáo và lạc giáo chỉ là nghĩa chữ hơn là tư tưởng. Do đó, ngài khuyên các giám mục Tây Phương đừng vội kết án. Chính vì vậy, ngài lại có thêm những kẻ thù mới. Trong thời gian lưu đày và viết lách, ngài được mời tham dự một công đồng do hoàng đế triệu tập để chống với công đồng Nice. Nhưng chúng ta có thể tiên đoán Đức Hilary đã đứng lên bảo vệ giáo hội, và khi ngài thách thức tranh luận một cách công khai với vị giám mục đã đầy ải ngài, thì những người theo Arian vì sợ buổi tranh luận ấy và những hậu quả của nó đã xin hoàng đế tống cổ người xáo trộn sự bình an này về nhà. Nhưng thay vì về thẳng Boeotia, ngài đã sang Hy Lạp và Ý rao giảng chống lại tà thuyết Arian. Có lẽ một số người hiện nay nghĩ rằng tất cả những khó khăn ấy chỉ trên phương diện ngôn từ. Nhưng Thánh Hilario không chỉ tham dự cuộc chiến ngôn ngữ mà còn chiến đấu cho sự sống vĩnh cửu của các linh hồn đã nghe theo tà thuyết Arian và không còn tin vào Con Thiên Chúa là nguồn hy vọng cứu độ của họ. Cái chết của hoàng đế Constantius năm 361 cũng chấm dứt việc bách hại Kitô giáo chính thống. Đức Hilary từ trần năm 368. Ngày 13 tháng 5 năm 1851, theo lời thỉnh cầu của nhiều vị giám mục, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 đã tuyên xưng Thánh Hilarius của Boeotia là tiến sĩ hội thánh. Chẳng có cuộc sống nào là hoàn toàn dễ dãi, nhưng khi học với Thánh Hilarius Boeotia, chúng ta sẽ thấy cuộc sống không có quá nhiều việc quan trọng nếu chúng ta chấp nhận giải quyết như chúng vẫn thường xảy đến. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa và Mẹ Maria. Music.